Trời ơi. Hay quá. Té nè. Trời ơi trời. Anh em nha, mấy chú cháu mình chuẩn bị đi săn vòng vòng chơi đỡ ghiền anh em ơi. Cái này là đi về ghiền luôn chứ không còn đi săn nữa. Hôm nay thì mình đi với cây gỗ không lồng chạc anh em. Đi có anh Cảnh nè, anh Nên thì dưới mình chạy lên nè, đi với chú Chí. Mấy chú cháu mình đang bị mất mưa anh em ơi. Bây giờ ngồi đục mưa, đợi hết mưa mấy chú cháu mình sẽ đi săn. Rồi anh em cùng theo chân mấy chú cháu mình nha. Ngày hôm nay không biết thời tiết nó như thế này thì có bắn được cái gì hay không. Đó, ok anh em. Thì lấy sát khí cái không lồng nha anh em. Mới hạ được em cu anh em. Đây nè. Đây anh em. Rồi ok tiếp tục. Đi solo cu còm anh em. Rất à. Trời ơi. Trời ơi trời, vậy mà cũng ôm bi. Cái lốt ra sao luôn. Cái gì đang đi thấp vậy? Chết. Chút 90. Còn vài lần nữa kìa. Chào quá. À, anh Cảnh bắn gớt em cu anh em ơi. Tới thầy thiệt chứ. Đồ. Có gì vậy? Đi lại em thấy nó đứng lên thì em móc viên bi không kịp với nó nữa. Quay mắt rồi em ơi. Tới thầy. Trời ơi trời. Rớt anh em. Quá đẹp. Còm anh em ơi. Mình kiếm cách mình lụm cái anh em ơi. Còm anh em. Rất ngọt nha. Để mình lụm vô cái hôm nay rất là bịch xuống. Để mình lụm ra cho anh em coi nha. Đây là một con em cu cơm nha. Đây là mình kích tu hú. Mình thấy nó trên cây nè, dứt nó luôn. Mình nghe nó kêu. Như đây thì tu hú 2-3 con nhưng mà nó đi, nó nhát lắm nha anh em. Rồi ok, một em cu cơm nữa. Tiếp tục anh em ơi. Rất là to luôn. Té nè. Hả? Đâu rồi? Trời ơi trời. Ê,
chi chú chi, vô vô vô. Trời. Rồi gớt. Ai qua bánh té té. Té mà. Kệ kệ chú để chỉ kìa. Thôi đó. Đít cây hả? Mẹ, hay quá. Gớt. Chí hào con anh em. Thấy rồi, gù dữ lắm. Chà, ruộng này sâu à. Em lụm cho anh em. Hạ. Ok. Chạy cánh rồi. Bé không nói đâu. Chạy cánh rồi. Ok, tiếp tục anh em ơi, chứ với hạ anh em ơi. Thì kết thúc ngày hôm nay đi săn thì hôm nay mấy chú cháu mình đi săn với được có 1 tiếng mấy, gần 2 tiếng anh em ơi, mưa nhiều lắm. Đó, thì anh em về trước rồi còn anh Cảnh với chú Chí thôi. Hôm nay em đi với cái gỗ không lồng nha anh em. Đây là thành quả ngày hôm nay nè anh em. Đó, được có vài em cu thôi. Bữa nay thì không có đi, chủ yếu là đánh cu chứ không có túc thu hú nhiều nha. Rồi, thì video kết thúc ở đây nha. Thì hẹn anh em ở một video sau nha. Chào tất cả anh em.